Xung Covid kiểu này nha, thấy không, mọi người thấy không, nấu này, nấu này, nấu cho nó sôi lên thế này nhá. Đấy, trời ơi thơm xả quá trời luôn, thơm. Đó, nó sôi lên thế này để mình sẽ làm cho mọi người thấy, biết cách xông nha, chỉ cho mọi người cách xông nha. Ừ, đấy, bắt đầu. Đấy, đấy, đang múa kỳ lần. Đấy, mở dần dần ra, cái nắp mày mày mở được không mà mở. Đó, đây này, người ta chùm thế này mà, chùm hết con người thế này. Chùm cả cái nồi vào như thế đấy. Mọi người biết không, biết cách xông chưa? Bây giờ người ta xông thế này này, thấy không? Thấy không? Đấy, xông Covid đấy, xông thế này. Nó toát hết mồ hôi ra. Khi nào toát hết mồ hôi ra, đây này. Đấy, mở cái nắp dần dần này, mở cho một tí hở hở thế này thôi. Đấy, chùm vào, đấy. Như thế. Thấy chưa? Mọi người biết không? Làm thế này nhá. Mở khi nào mà cái nồi nó, nồi nước nó nguội hết thì thôi, con người mình chảy mồ hôi ra như là tắm luôn á. Chảy mồ hôi ra ướt hết luôn nha, mới chịu nha. Chứ không phải là bình thường mà được đâu nha. Khi nào cái nồi nguội hết rồi mới thôi. Là con người mình mới chảy mồ hôi ra hết. Mọi người cứ thế mà làm nha. Chúc mọi người mau khỏe.